Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn tham khảo một cái mảnh đất vườn các bạn nhé. Thì phải nói đây là một trong mảnh đất vườn gia chủ đã có cái sự đầu tư cho mình hết sức là đẹp đẽ các bạn ạ. Thì nó sẽ có cái hình tam giác hay là hình một cái miếng 3T các bạn. Thì mảnh đất của chúng ta là hiện tại là đã có sổ đỏ các bạn nhé. Nó bám theo được 70m mặt đường lộ nhựa các bạn ạ. Thì về view xung quanh thì phải nói các bạn là tuyệt vời. Ở khu vực này thì cũng không hề có quy hoạch hay là tranh chấp gì các bạn. Sổ sách gia chủ đã canh tác ở đây được mười mấy 20 năm rồi các bạn. Thì do hiện tại anh cũng đang cần tiền, muốn bán cái mảnh rẫy này ra. Thì diện tích trên sổ của nó là được hơn 3 sào các bạn nhé, gần 4 sào. Đây các bạn để ý xem thêm một số cái hình ảnh xung quanh. Có những cánh đồng lúa, rồi có những cái vườn cây ăn trái của người dân, rồi cũng cây hoa màu khác. Phải nói các bạn là đất bằng phẳng lì, giống như kiểu của những cái vùng bên châu Âu. Đây, cây ăn trái thì đủ loại. Để các bạn theo dõi thêm một số hình ảnh các bạn nhé. Đường này cũng rộng chắc cũng khoảng cỡ 6m nhỉ. À, đường đây á. Ô thế à? Ôi rộng thế, dài thế. Ồ. Đầu vay từ mép này hả? Từ mép này. Từ mép này. Đấy. Thì thẳng cái đường kia gì đó. Vâng. Làm gì đó? Quạt đây. Bắt theo cái đường này. Đó mưa lớn lợt. Đây giấy của anh đây à? Em chào anh nhé. Đến đây ông hay là đến cái dòng kia anh? Hay là đến cái
cái bờ đây này, đi theo cái bờ đây này, đó, đó đi theo cái bờ đó, đi theo cái bờ đó chứ đất đây là đất người khác này, đất đây này, cái đây này. Nè anh, từ đây này, đó, dọc theo đây này. Ừ. 50 cây sầu riêng, tơ, bắt đầu ra hoa. Hoa này ra là cỡ khoảng được gần tháng đấy mới được hoa thế này đấy. À gần tháng. Mà nó tơ khi ra hoa để thu hoạch thật 7 tháng. 7 tháng. Bằng hai mùa lúa mới hái được một trái thu riêng. Ôi để ăn. Lâu ha. Chứ không phải là. Thế là như vậy là phải năm tới, năm nay, năm nay gì? Tháng 6 năm tới. Năm nay chứ. À, năm nay, dưỡng linh năm nay. Khoảng 50 cây sầu riêng tơ. Rồi cái gì nữa? Mít tố nữ, mít tố nữ được khoảng mấy cây? Mít xoài. Xoài bao nhiêu cây? Xoài thì chẳng đếm nổi đâu. Xoài rồi cá su tế. Đây xoài này. Xoài. Quýt, quýt thì nhiều lắm. Ổi này. Đấy là ná. À na na na. À, mít tố nữ em thấy có. Cái bơ này là bơ mít. Bơ mít là vừa trong để chắn gió luôn. Đất đây đất phù sa anh nhỉ? Hay cái gì đây? Đất dạng phù sa cát bụi. Đất đây đất phù sa ven suối này. Còn cái cỏ này thì họ trăm này họ nuôi dế. Cái đó không quan trọng. Cái này thì mai một không sử dụng cái đau luôn. Dưới này rộng hơn này. Đấy, cái lưỡi này. Sao thế sau đó xem này. Kiểu cái nửa băng cắn. Ừ. Đâu nằm ngay trên mặt tiền lộ được cái chứ. Mặt đường lộ nhựa đàng hoàng. Mai mốt nâng cấp cái tuyến này lên thì đi đền nhanh. Đây điện đây. Điện đó thì không thiếu cái gì nước đây. Ngoài đây ôi nước. Đấy, nước bấm từ đây. Ôi ngoài đây nước đây. Ngoài đây suối. Nước bấm từ đây này. Từ đây đi đây này. Đây bên này bấm. Ngoài đây thì ngon rồi. Đấy. Không, mày bơm thôi này. Tới hàng rào đây là đúng không anh nhỉ? Hàng rào đây là vẫn là của mình đúng không? Không, nói chung là từ bên đó là bơm mít rồi đó. Bơm mít đó. Cứ cả tận cũng đưa ra đấy. Thế chỗ đây là có cái ao đây là đào cái ao ngon nè. Dưới đây mà tính là đào cái ao, đào hẳn một cái ao to chỗ đây luôn nè. Lâu ngay quá. Nó thanh cỏ thế này, nó cái hồ này. Đào ao thả cá cho đây đẹp này. Đây, bơ rau là lưỡi bén mới đấy. Làm du lịch các thứ rồi. Chỗ này mô hình. Chỗ này có cái ao rồi nè. Đây vườn cây ăn trái. Cái ăn trái thì mô quý vừa rồi nó thấy trều luôn. Đền bá phá. Bài bản đấy. Ngồi sầu riêng, sầu riêng đẹp thế này. Đền bá phá nó là mấy nhà hôn vốn lại để người ta hà thấy. Đấy. Cái này là bơ bút à hay bơ gì? Bơ sáp à? Cái này hả? Bơ 304 ạ. Bơ 304. Còn sầu riêng là giống gì? Sầu riêng Thái hả? À đấy không hơi miếng con rấy. Đấy là chỉ có Thái thôi. Đây, quýt. Mô răng kinh. Đô na hả? Mô răng kinh. Đô na đó. Đô na mô răng kinh. Đó, sầu riêng được 50 cây. 50 cây sầu riêng tơ. Mít. Mít Thái thì mít Thái được khoảng 5 được 50 cây không? Quýt, quýt được đấy không? Quýt được nhiều lắm. Nhưng mà phần chủ đào là không kế. Đây, hoa đấy. Thì cái này thì nếu mà ai mua thì có thể cải tạo cho thêm làm vườn sầu riêng luôn cũng được. Đâu thu riêng thế này là đâu rồi chúng? Đủ rồi hả? Nó khoảng 3 năm rồi nó khít tàn hai bên khít này. À. Chứ nó đâu có trong dây được đâu. À thế vườn này là đủ rồi hả? Đủ rồi. 50 cây sầu riêng thì một năm thu khoảng bao nhiêu anh? Nếu mà một thu nếu như cây này năm nay thu bỏ thì nó cho một cây cỡ khoảng 35 quả là cây lớn, mà cây mà nhỏ nhỏ thì để khoảng 10 quả thôi. Thì một quả thì quân bình khoảng 3 ký. Một quả quân bình 3 ký. Có nghĩa là cái này mà đẩy 10 quả. Quả thì nắm đâu thế này là phải 30 ký. 40 đến 50 ký một cái. Một còn mà cây lớn thì nhiêu một ta. Như vậy là nhân cho 50 cây lên là
khoảng 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 cỡ tấn tấn 2. Tấn 2 là bán với cái giá là khoảng 50. 50 một. Tại vườn đấy thì 50 là rẻ đấy. Một tấn 50 là được 50 triệu. Năm phải rẻ. Tại này nó đấy nó hại chứ mình mà chọn đấy thì hại như cà phê. Ủa quá đẹp nhỉ. Đấy này quá đẹp đấy chứ. Đấy chưa đã đâu, mai một hóa lại bung lên đi. Cái này cũng phải có tay nghề mới làm được chứ. Này. Ừ, cái này phải kỹ thuật cao mới làm được, đâu có phải là tự nhiên mà nó ra được cái cây. Một lỗ này một cách nó rồi, lỗ bên kia của anh sáng lên bên kia đó. Cực kỳ to hơn. Bên kia là to hơn mà bài bản hơn, bên kia bài bản hơn. Nhưng mà lâu này được cái tiền mặt tiền đường cũng được nhiều. Mặt tiền đường nhiều chứ. Ừ. Cái một cái này mà ôi giời chi lâu ra thì mặt nhà nó tính. Đúng, đẹp. Được. Ổn. Tôi nghĩ là đẹp hơn dãy nhà cỏ nhỉ. Đẹp hơn nhiều chứ. Đất đây nó đẹp mà. Đấy nhà đó. Đất đây quá đẹp. Đất đây nó xốp.